It's been a long time since the day we fell apart. And here I am taking the trip down the memory lane, try to find my soul through those windows. Chỉ có những hương vị đắng cay mới giúp anh đứng vững giữa một miền ký ức về em. Anh làm bạn với bóng đêm rồi lao đi thật nhanh, dù biết trong mình thật đớn hèn, nhưng cứ để giọt nước mắt vô thức kia trôi không phanh, vì anh đã luôn đặt cảm xúc trên lý trí của chân đời mà yêu em, sống như là trong cơn mê, nhưng dù cũng phải mở mắt mà đối diện với ác mộng để nhận câu trả lời từ em, giữa chúng ta là không thể. Và nếu như thời gian có thể chữa lành tất cả, thì có lẽ giờ đây anh không còn thấy đau đớn. Và nếu như định mệnh bắt chúng ta phải hai ngả, thì lý do anh tồn tại chính là cô đơn. Xóa dịu nỗi đau, anh không còn đây nữa đâu.